Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đại dịch viêm phổi, nhân dân lầm than, Đảng dựng tượng đài. Việc xây tượng đài Hồ Chí Minh hàng trăm tỷ, nghìn tỷ ở khắp nơi là nhằm củng cố chế độ và cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng trong Đảng, theo một số nhà phân tích đưa ra. Giữa lúc Việt Nam đang gồng mình chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, việc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang vào hôm 7 tháng 8 năm 2020 đã công bố chi tới 353 tỷ đồng để xây quảng trường rộng 8,29 hectare tại đảo Phú Quốc, bao gồm tượng đài lãnh tụ Hồ Chí Minh cao tới 18 mét đã gây ra nhiều tranh cãi. Đây là hình ảnh tượng đài Hồ Chí Minh hàng trăm tỷ, nghìn tỷ được xây dựng khắp nơi để củng cố chế độ cũng như là mảnh đất màu mỡ cho các quan tham nhũng sâu xé. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, công trình kỷ niệm 63 năm ngày Bác Hồ về thăm địa phương, nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới với cụm tượng đài màu vàng nổi bật. Công trình có vốn đầu tư 120 tỷ đồng này đã xuất hiện nhiều vết nứt chỉ sau hơn một tháng kể từ khi khánh thành. Trao đổi với đài BBC tại London, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đánh giá như sau. Việc xây tượng đài Hồ Chí Minh cũng như các nhà lãnh đạo Cộng sản khác như Fidel là chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu nhìn lại lịch sử của cả thế giới, tất cả các nhà cầm quyền đều vô cùng coi trọng biểu tượng như quảng trường, hình lãnh tụ, lá cờ, bài hát hay tượng đài. Chúng là phần vô cùng quan trọng của cả hệ thống. Nó giúp gieo vào đầu con người ta hình ảnh gắn bó với chế độ, ông nói thêm. Áp đặt tư tưởng để củng cố chế độ. Vào năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La công bố đề án chi tới 1.400 tỷ đồng để xây quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh, trong đó công trình tượng đài Bác Hồ chiếm khoảng 200 tỷ đồng. Trong bối cảnh Sơn La là tỉnh nghèo, nhiều người dân đang thiếu ăn, công trình ngàn tỷ này ngay lập tức bị người dân, giới trí thức và một số đại biểu quốc hội phản đối kịch liệt. Đây là hình ảnh, hình vẽ phối cảnh quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh ở Phú Quốc dự định hoàn thành vào năm 2021. Tại Việt Nam, hàng trăm tượng đài, đền thờ, công viên tưởng niệm Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cộng sản khác như Lê Duẩn, Fidel Castro, Tôn Đức Thắng đã mọc lên khắp các tỉnh thành trong nhiều năm qua, với chi phí mỗi công trình từ vài chục tỷ đồng tới cả ngàn tỷ đồng. Công trình tượng đài tại Đắk Nông với mức đầu tư là 147 tỷ đồng đang bị đình trệ đã khiến khơi lại dư luận của xã hội về hiện tượng xây dựng tượng đài hàng loạt ở nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam trong những năm vừa qua. Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cũng gây điều tiếng vì ngân sách tới 411 tỷ đồng dù đặt huy chương vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Đây là tượng đài lớn nhất Đông Nam Á, nằm trên diện tích 15 hectare ở xã Tam Phú, huyện Tam Kỳ, có chiều cao 18,5 mét, làm từ đá hoa cương, Bình Định. Chưa kể dư luận đã nhiều lần lên tiếng về hàng loạt tượng đài giá trị hàng trăm tỷ đồng nhưng xuống cấp mau chóng sau khi khánh thành như tượng Lý Thái Tổ ở Hà Nội, nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng, Điện Biên Phủ ở Điện Biên, Trần Hưng Đạo ở Nam Định và đặc biệt nhiều công trình xây dựng xong mau chóng bị nứt trên các thân hoặc sụt lún chân đế hay bị sét đánh. Theo đề án quy hoạch, Việt Nam xây dựng thêm 14 tượng đài Hồ Chí Minh nữa trong giai đoạn 2015-2030, tức là không tính đến 31 tượng đài đã được xây trước đó. Nhưng đó chỉ là những tượng đài đã hoàn thành ở Quảng Bình, Bình Định trong vài năm gần đây. Con số trên chỉ bao gồm tượng đài nhóm A, tức là tượng đài lớn ở khu đô thị trung tâm hành chính, chưa tính đến một số lớn tượng đài nằm trong khuôn viên cơ quan, tổ chức hoặc trường học. Đa phần các công trình đều ngự trị ở những trung tâm thành phố, đập vào mắt người dân mỗi ngày như nhắc họ không được quên các lãnh tụ cũng như hệ tư tưởng mà các lãnh tụ đó sáng lập. Theo giới phân tích, việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh là nhằm áp đặt tư tưởng phục vụ cho mục đích củng cố chế độ. Việc xây dựng tượng đài đã giúp củng cố chế độ, gieo vào đầu người dân khuôn khổ và suy nghĩ trong giới hạn môi trường do chính Đảng Cộng sản tạo ra. Đây là sự áp đặt tư tưởng qua biểu tượng, kể cả âm nhạc, nghệ thuật cũng là một phần của hệ thống cai trị này, ông Nguyễn Quang A nói như vậy. Đây là hình ảnh để xây dựng một tượng đài, huyện nghèo Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã san ủi cả một ngọn đồi. Ông phân tích thêm như sau, những biểu tượng đó có ảnh hưởng rất lớn và sâu rộng. Người dân phải nghe ra giả những điều như thế suốt ngày từ nhỏ đến lớn qua báo đài, kịch nhạc, phim ảnh. Dần dần những điều này hằn sâu vào con người, khiến họ tự hào với truyền thống và quá trình lịch sử đấy và biến nó từ của một nhóm người thành cộng đồng được tạo ra theo khuôn mẫu của họ. Đấy là ý đồ rất thâm sâu. Và nếu không có phản biện, không có tự do ngôn luận để xới những vấn đề đó ra, thì người dân rất dễ rơi vào mụ mẫm với những niềm tin như vậy.
ông Nguyễn Quang Nga đã đánh giá tác động của việc chi ngân sách xây dựng tượng đài đối với dân tộc là khủng khiếp. Nhưng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì việc xây dựng tượng đài là góp phần củng cố chế độ, cho nên họ sẵn sàng chi tiêu. Và đây là phần quan trọng của bộ máy kìm kẹp tư tưởng. Vấn đề không phải là nên dành ngân sách xây tượng đài vào những khoản cấp bách khác như trường học, bệnh viện, mà vấn đề là họ không tiết tiền để làm điều đó. Và họ vẫn lo cho những vấn đề cấp bách, nhưng đồng thời các biểu tượng vẫn phải được duy trì. Nhiều khi chúng ta coi thường các biểu tượng đó và lấy đó là mối nguy hiểm, vì ở tầng sâu của các biểu tượng như vậy, họ muốn đánh vào tiềm thức con người và người dân, muốn viết lại lịch sử, vẽ nên khuôn khổ để người dân tự tư duy ở trong đó. Phải hiểu sự sâu xa, thâm độc mới có thể đánh giá và tìm phương án giải quyết. Từ Ba Lan, nhà văn, doanh nhân Trần Quốc Quân cũng chia sẻ với đài BBC tại Anh rằng dựng tượng đài ngoài trời không phải là văn hóa hay tín ngưỡng của người Việt Nam cổ đại và cận đại. Ông nói, văn hóa này theo chân Pháp du nhập vào Việt Nam trong quá khứ. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 11 năm 2019, nhiều Facebook đã bày tỏ sự ngán ngẩm khi thấy hình ông Hoàng Trung Hải, bí thư thành ủy Hà Nội khi đó cùng bộ sậu đến cúi đầu tưởng niệm và dâng hoa tại thây ma Cộng sản Lenin nhân dịp 102 năm kỷ niệm sự kiện cách mạng tháng 10 Nga. Từ khi chế độ xã hội chủ nghĩa được thiết lập ở miền Bắc năm 1954 và trên cả nước vào năm 1975, các thể loại tượng đài, lãnh tụ, doanh nhân, anh hùng, liệt sĩ đã trăm hoa đua nở. Điều này gần đây trở thành đại dịch bùng phát khắp các địa phương, ông nói. Không thể phủ nhận thực tế là hình tượng của Hồ Chí Minh vẫn ngự trị trong tâm tưởng của một số bộ phận lớn đảng viên, cán bộ và dân chúng. Đảng và chính quyền thì luôn xác định hình tượng Hồ Chí Minh là chỗ dựa tinh thần của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đối với sự tồn vong của chế độ. Nhà văn Trần Quốc Quân cũng đánh giá như vậy. Và tệ sùng bái cá nhân cũng được đưa vào Việt Nam. Trực tiếp chứng kiến những thay đổi ngoạn mục tại Đông Âu trong nhiều năm qua, nhà văn Trần Quốc Quân cho rằng văn hóa tượng đài của Việt Nam bị ảnh hưởng từ các nước này. Ở các nước Đông Âu, xã hội chủ nghĩa và Liên Xô trước đây, tượng đài lãnh tụ Cộng sản được xây dựng tại hầu hết các thành phố lớn, xuất phát từ tệ sùng bái cá nhân, sùng bái lãnh tụ mà không dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống nào, ông Quân nói. Các tượng đài chỉ tồn tại cùng với sự tồn tại của chế độ. Khi chính thể xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông Âu vào năm 1989 và năm 1990, rồi đến Liên Xô vào năm 1991, thì các tượng đài lãnh tụ Cộng sản đã bị nhân dân ở đó giật đổ. Chỉ còn lại ở vài nước tồn tại thể chế độc tài như Nga, Belarus, Kazakhstan, Turkmenistan. Và thể chế Việt Nam Cộng sản cũng có tệ sùng bái cá nhân, sùng bái lãnh tụ. Việc dựng tượng đài ở Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ các nước như Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Đông Âu là điều không thể phủ nhận và chẳng hề xuất phát từ truyền thống văn hóa nào của dân tộc, ông Quân nhấn mạnh. Đây là hình ảnh tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên, đài Vạn Thọ nằm gần quảng trường Kim Nhật Thành là nơi đặt tượng đồng hai lãnh đạo. Người đến viếng chỉ được phép đặt hoa cúc, không được phép chạy nhảy, cười đùa, bắt chước tư thế tạo dáng của tượng. Trong mối liên hệ với Việt Nam, ông Quân kể lại một quá khứ với nhiều thay đổi tại nơi ông đang sống. Tôi có may mắn được chứng kiến quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô từ năm 1989 đến năm 1991, khởi đầu từ Ba Lan. Trong những ngày này chuyển đổi thể chế, tôi nhận mắt nhìn thấy người dân Ba Lan hồ hởi đi phá tượng. Ông Derisky là người Ba Lan, bạn chiến đấu của Lenin, trùm lực lượng an ninh Chaiska của Liên Xô sau cách mạng tháng 10. Và tôi cũng thấy người dân Ba Lan đập bỏ hàng loạt tượng Lenin trong những ngày cách mạng sục sôi. Ông kể tiếp, vào năm 2014, sau khi phong trào Maidan ở Ukraine lật đổ Tổng thống Viktor Thân Nga, nhiều tượng đài Lenin cũng đã bị giật đổ trong tiếng reo hò. Và một điều đặt ra tại Việt Nam là tượng đài rất dễ được cấp phép và rất dễ tham nhũng. Theo các nhà quan sát, bởi Hồ Chí Minh là biểu tượng của chế độ, nhưng các dự án mang tên lãnh tụ này thường được chính quyền xem xét trước hết ở khía cạnh chính trị mà bỏ qua các yếu tố về kinh tế. Đó cũng là lý do dự án này thường dễ được phê duyệt hơn. Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhắc lại một bài viết của tác giả nước ngoài về đường Hồ Chí Minh nhiều năm trước, trong đó có chi tiết như khen ngợi ý tưởng đặt tên đường. Đây là hình ảnh tuyến đường quốc lộ song hành mang tên Hồ Chí Minh được xây dựng rất tốn kém, nhưng giới tài xế xe khách, xe tải ít đi vì không thuận tiện. Mang tiền xây dựng con đường trên lưng chừng núi là hoàn toàn phi nghĩa về mặt kinh tế, nhưng bởi vì nó mang tên Hồ Chí Minh đụng vào cốt lõi tư tưởng, biểu tượng của hệ thống thì dễ thông qua. Tượng đài Hồ Chí Minh cũng tương tự như vậy, ông nói. Ông lưu ý thêm rằng những dự án này sẽ thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, nhưng vì động cơ dự án lại phù hợp với hệ thống nên được phê duyệt hết sức nhanh chóng. Và đây là phần chi phí để đổi lấy sự tôn thờ của người dân. Có nhiều người tôn thờ treo ảnh lãnh tụ trên bàn thờ là điều giúp cho chế độ dễ cai trị.
Như vậy, đối với người dân, điều này có thể là tai họa, nhưng đối với người nắm quyền muốn duy trì hệ thống thì đây là khoản đầu tư sinh lời. Và nhà văn Trần Quốc Quân đã đánh giá, trong bối cảnh Việt Nam còn nghèo, thì việc xây dựng tượng đài và quảng trường Hồ Chí Minh, cũng như các tượng đài lãnh tụ cộng sản khác và các tượng đài mang nặng tính chính trị, tuyên truyền ở hầu hết các địa phương sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Điều này kìm hãm sự phát triển kinh tế và xã hội, làm nghèo đất nước, nó còn gây phản tác dụng, giảm tình cảm yêu mến lãnh tụ của một bộ phận dân chúng, chưa kể điều đó còn trái với di nguyện của Hồ Chí Minh. Nhà văn Trần Quốc Quân đã nói và cho rằng tượng đài và quảng trường Hồ Chí Minh rất dễ trở thành miếng mồi cho quan tham. Còn xét ở một phương diện khác, tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cho rằng việc xây các không gian công cộng như quảng trường lại có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Tuy nhiên, bản thân các tượng không có quá nhiều ý nghĩa, sau này người ta có thể giật đổ hết. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng để tránh các hệ lụy về kinh tế cũng như chính trị, cần nâng cao dân trí, vạch rõ mưu đồ của chế độ và người dân phải lên tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đại dịch viêm phổi, nhân dân lầm than, đảng dựng tượng đài. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d cũng chia sẻ nhiều hình ảnh video này cho nhiều mọi người cùng biết. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.